Chào mừng các em đã đến với trang Lời Dạy Hay Chúng Con. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trả lời hoạt động 1 trang 104 sách giáo khoa tuần 6 cánh chiều tập 2. Câu hỏi ở hoạt động 1 có nội dung như sau: quan sát những hình ảnh về sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng trong cuộc sống. Thế thấy rằng là trong cuộc sống thì có nhiều hình ảnh về việc sắp xếp thẳng hàng. Ví dụ như hình ảnh hàng rào này, hoặc là hình ảnh các hàng cây thẳng hàng, hình ảnh xếp hàng chào cờ, hình ảnh các cột mốc trên đường. Ngoài ra thì còn có rất nhiều hình ảnh khác về việc sắp xếp thẳng hàng trong cuộc sống. Chúng ta có thể quan sát cuộc sống xung quanh mình để tìm ra các hình ảnh này. Như vậy là cô đã vừa dẫn các em trả lời xong câu hỏi hoạt động 1 trang 104 sách giáo khoa tuần 6 cánh diều tập 2. Các em hãy truy cập vào trang lời dạy hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.